Hai xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã đến trên kênh channel. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu những mấy con vật nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu những mấy con vật gì nào. Chúng ta phải đón xem câu trả lời thứ ba nhé. Hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm. Rồi, đầu tiên ba xin giới thiệu với các bạn con Pikachu đầu tiên là ba. Xong rồi, có muốn làm đi ra nha. Rồi chút xíu nữa mới có muốn làm. Bây giờ mình giới thiệu Pikachu đấy nha. Con đầu tiên là em Pikachu vàng. Và Pikachu rùa. À Pikachu rùa, chờ xíu. Nào đây, nằm ngửa ra đây. Để mà coi cái cây còn con nào không ta. Tiếp theo là con Pikachu Fisu. Và con Pikachu Stum. Pikachu Stum rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu giữa các Pikachu nha. Bây giờ trong Pikachu to rồi. Và con cuối cùng Pikachu bự nhất là Pikachu chuối. Pikachu chuối, trời ơi, Pikachu chuối. Rồi cho Pikachu ngồi đây làm khán giả nghe chưa, ngồi đây cười không được khóc nghe chưa, khóc là giận nó tay, giận nó tay luôn, giận lấy hai nó tay đột lại luôn. Bây giờ rồi, bây giờ con lựa bốn con Pikachu này đi, lựa con này. Rồi, thêm một con nữa. Để con này. Rồi, biết cái rùa như vậy là bà có biết cái chu Si Châm và biết cái chua Bi Su. Rồi, con hai biết cái chu của con là biết cái chu gì nè. Biết cái chu rùa và một biết cái chu này. Rồi, biết cái chu. Rồi, bây giờ bà sẽ dùng con biết cái chu Si Châm sẽ chiến đấu. Rồi, con sẽ lựa một con để chiến đấu với bà nè. Con sẽ lựa con rùa. Rồi, cho con biết cái chu kia xuống nằm ngủ. Rồi tạm thời xuống đây nằm ngủ nghe chưa, ngồi đây chơi với anh chuối nè, đó chung cái đầu này bây giờ rớt xuống nè chưa. Rồi cho nằm đây đi, rồi chú bảy ta là con Xì Châm đây nha, ta là con rùa đây nha, không được bắt chú, ta là Xì Châm xài hai cái tay à, còn ta là Xì Châm Magita hung dữ đây. Rồi bây giờ thi coi ai có tài năng hay nhất nha. Đây ta có thể xoay một vòng chú. Còn ta có thể quay một vòng chú. Trời ơi, quay gì mà giống hip hop. Hãy xem coi Xì Châm chúa đây. Xì Châm chúa sẽ cầm hai cái chân. Ây, ta chặt bẹt. Chặt bẹt ra yeah. Ta chặt bẹt một cái chân. Con rùa thì có thể biến thành con chúa. Cái gì con rùa biến thành con chúa? Hầu biến nằm ngửa luôn rồi vẫn biến thành con rùa. Rồi như vậy ta chiến thắng 1-0. Bây giờ tiếp theo ai sẽ làm động tác khó hơn? Ta sẽ xoay một vòng bằng cái chân chú, hai ba vòng chú. Con ta thì biết nằm ngửa banh chân ra. Cần ngồi lên đè cái đuôi. Vậy là chiến thắng rồi. Rồi bây giờ tới Xì Châm cũng nằm ngửa rồi nha. Nằm ngửa vừa hai chân lên nha. Rồi bây giờ sẽ làm động tác xem ai làm khó hơn nè. Xì Châm có thể vỗ tay được. Con rùa có thể đi tắm rửa mình đây. À, hai cái tay của em rùa ngắn cục à, em rùa nó bị thua. Em rùa không vỗ tay giống Xì Châm được. Vỗ tay. Rồi mời em rùa lấy cái tay ngoáy lỗ mũi nào. Ngoáy lỗ mũi. Ô ngoáy được luôn hả? Rồi ngoáy lỗ đít. Ngoáy lỗ đít. Trời ơi, lấy cái chân sau tự ngoáy lỗ đít luôn. Ghê. Rồi, bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng ăn mít đúc. Mít đúc là gì? Mít đúc là móc đít. Mít đúc là múc đít. Rồi, xin mời em rùa múc đít. Giỡn quá. Ừ. Rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đổi qua ăn mít gì? Ê, gom. Cái lỗ mũi. Đi chỗ khác. Ê. Đụng vào lỗ mũi chuối. Đi chỗ